Vâng, xin chào tất cả các bạn đến với Feasible English. Thì mỗi ngày chúng ta cùng nhau học một cấu trúc. Thì mình mong rằng là tuy là những video clip nhỏ lẻ như thế này, nhưng mà mỗi ngày thì nó cũng sẽ động viên cho các bạn tinh thần. Mỗi ngày học một ít thì nhiều ngày thì sẽ được nhiều ít, đúng không ạ? Vâng, chúng ta cứ tiếp tục mỗi ngày cố gắng học được một cái mới là được nha các bạn. Thì hôm nay cấu trúc mình muốn chia sẻ với các bạn là tấm hình này. Trong tấm hình này các bạn thấy gì đây? Xung quanh thì có rất là nhiều người màu xanh, đúng không? Ở giữa thì có một người màu đỏ. Trong video clip này sẽ có một từ nói đến cái từ người màu đỏ này. Các bạn thử nghĩ xem là từ gì? Rồi, ok, chúng ta cùng nhau trả lời câu hỏi này nhưng mà cuối video clip nhé. Rồi, chúng ta cùng nhau qua cấu trúc ngày hôm nay, đó chính là make an effort. Nha các bạn nha, effort. Rồi, tức là cố gắng hay làm một cái điều gì đó. Chúng ta có thể dịch cái này gọi là nỗ lực làm cái điều gì đó ha. Make an effort, tức là nỗ lực làm điều gì đó. Chúng ta cùng nhau qua cách dùng và một số ví dụ để chúng ta có thể hiểu hơn ha. Make an effort to do something. Nhớ các bạn nhé, cũng là to do something. Mặc dù trong mỗi video clip thì mình nói về cái này rất là nhiều, nhưng mà một số bạn tập đặt câu thì vẫn hay quên cái chữ to này nhá. Chúng ta hãy cố gắng là nhớ cái chữ to này ha. To do something, tức là nỗ lực để làm cái gì đó. Cái động từ làm này các bạn có thể thay thế bằng từ học, nỗ lực học cái gì đó, nỗ lực mua cái gì đó, hay là nỗ lực cải thiện cái gì đó, vân vân ha. Rồi chúng ta cùng nhau qua từng ví dụ cho bạn dễ hiểu và ứng dụng trong cấu trúc ha. Rồi ví dụ thứ nhất, I make an effort to gì đây? Động từ mình sử dụng là improve nhé các bạn nhé, là cải thiện, improve my listening skills nhé các bạn nhé. Thì tôi đang nỗ lực để làm gì đây, để cải thiện, improve cái khả năng nghe của tôi nhé, kỹ năng nghe của tôi, đúng không các bạn? Đó, đơn giản đúng không? Nhớ nhá, make an effort to, sau chữ to là một động từ, improve là cải thiện, đúng không ạ? Trong theo cấu trúc này thì chữ do mình thay thế cho chữ improve nha. Để chúng ta qua ví dụ số 2. He makes an effort to start a business. Nhớ cho các bạn nha. Anh ấy thì nỗ lực để chạy một cái kinh doanh nha các bạn nha. Thì là ở đây động từ thay thế mình dùng là chữ start nha, start, đúng không các bạn nha. Rồi ok, đơn giản đúng không ạ? Đừng nhớ nhé các bạn, chủ ngữ đối với chủ ngữ là he, she hoặc là it thì chúng ta động từ nhớ chia ở hiện tại đơn nhé các bạn nhé. Rồi ok, chúng ta cùng nhau qua ví dụ số 3. All members of our group are making an effort to conquer English. Nhớ các bạn nhé, tất cả thành viên của nhóm chúng ta thì đang, ở đây mình dùng hiện tại tiếp diễn nhé, đang nỗ lực để làm gì đây? Conquer là chinh phục nhé bạn nhé, conquer English, chinh phục tiếng Anh, đúng không các bạn? Nhớ nhé bạn nhé, conquer này là một từ mình trích ra từ trong cái bài nghe, nhưng mà chút nữa cuối video clip mình sẽ nói sau ha. Nhớ nhé, conquer là chinh phục, đừng có quên cái chữ to nhé các bạn nhé, to conquer, đúng không các bạn? Rồi chúng ta qua ví dụ số 4. My mother wants to make an effort to be a role model. Nhớ các bạn nhé, ở đây role model là cái gì đây? Là cái tấm ảnh mới nãy mà mình đã đưa cho các bạn ngay từ đầu video clip đó ha. Role model tức là gì đây? Mẹ của tôi thì muốn nỗ lực để trở thành một role model, tức là một tấm gương sáng nhé các bạn nhé. A role model. Nhớ nhé các bạn nhé, sau chữ to là một động từ, ở đây mình dùng động từ to be nhé, từ be là dạng động từ của động từ to be nhé các bạn nhé. Rồi ok, vậy thì các bạn có dễ hiểu không ạ? Nhớ nhé, make an effort to do something, tức là nỗ lực để làm cái điều gì đó ha. Các bạn cố gắng đặt thật là nhiều câu trong phần bình luận ở dưới YouTube thì chắc chắn là sẽ được sửa. Mọi những bạn học trước thì sẽ sửa cho bạn học sau nhé. Rồi, khi nào mình có thời gian thì mình sẽ cố gắng dành thời gian vào để mình sửa và học tập cùng các bạn ha. Rồi, chúng ta qua hai ví dụ của mà mình lấy ở trong bài các bạn tập dịch nhé. Chúng ta cũng không có quên nhiệm vụ là luyện nghe cái bài Alexander Đại Đế ha. Thì mỗi ngày chúng ta học một ít, thì sau khoảng 2-3 tháng gì đó các bạn sẽ có thể nghe và có thể hiểu nữa nha. Ở đây mình có một câu, các bạn cố gắng tập dịch từ ở bên dưới nhé. Mình thấy ít các bạn dịch lắm, nhưng mà các bạn cũng cố gắng hãy tập làm quen với việc dịch, rồi làm quen với việc đặt câu, cũng như là làm quen với việc nói, tập nói ở nhà nữa ha. Đó, đây là câu thứ nhất. Tiếp tục câu thứ hai.
Ở đây mình lấy chữ conquer này các bạn nhé. Đó, vậy thôi. Vâng, thì mong rằng những cái video clip này sẽ hỗ trợ cho các bạn và tăng được cho bạn những cái tinh thần học tiếng Anh và sự duy trì học tiếng Anh. Ngoài ra các bạn có thể là mua sách hay là học thêm từ rất là nhiều nguồn nha các bạn. Miễn sao là các bạn duy trì học mỗi ngày là được rồi. Vâng, xin chào tất cả các bạn.